Hello, xin Lần chào lượt của tất thông báo được đặt cả các anh chị mình ạ. Bây giờ hôm nay em với mày em cùng nấu một món chè rất là đặc biệt. Đó là món chè sâu Ý. Rồi, bắt đầu mời các anh chị mình theo chân em ạ. Tạm dừng phím. Chưa chưa lại, đây cho tấu Lần nha. lượt Bắt tấu đầu quay là sẽ lo là tấu. giờ đây làm bột nha mọi người. Chớ nước vô hả? Chớ rau. Chớ rau, giờ bắt đầu nắng hả? Nhau bột cho đông cục lại nắng. Nhào bột lại cho nó đóng cục lại rồi mình nắng thành thành viên thành viên thành viên nha mọi người. Bỏ đậu phộng vô thành viên. Bỏ đậu phộng vào nữa. Đó. Đậu phộng đó mọi người. Đó phần kết chén bỏ ra nha mọi người. Bột đây kia bột gì? Nên. Bột mình nấu chè nha mọi người. Nắng bao tay vô làm. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Rồi, nắng. Âm lượng của thông báo được đặt. Đây là bắt đầu tới công đoạn nhào bột. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Còn cái này là nước đường nha mọi người. Mình nấu đường cho nó tới nước đường rồi bắt đầu mình mới thả cái bột mình nắng vào. Chờ đường sâu rồi mình mới thả vào nhé mọi người. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Còn cái này là thao thao bột bán nhé mọi người. Này là cái thao bột bán mình nấu, cái này mình trộn vào nó mới ngon. Cái này mình chớ vào nước đường rồi ngâm nước, ban đầu mình ngâm nước lạnh cho nó nở ra rồi bắt đầu mình bỏ vào nấu với đường cho nó dẻo rồi mình bỏ mới bỏ cái tới công đoạn bỏ cái này vào. Gì quá. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Rồi, đây bắt đầu âm lượng của thông báo được đặt thành 0%. Vây nắng luôn. Tạm dừng phím. Vậy là nó sẽ thành một cái thao bột nhồi cục nha mọi người. Bột này dễ quá.
Rất là dẻo luôn. Tạm dừng phím. Tăng ra chung nước nè. Tạm dừng phím. Ở nhấn chung nước này. Âm lượng của thông báo được đặt thành 0%. Đây, chung nước đây. Đó, nấu chè nắng sâu ý như vậy nhé mọi người. Chung nước á. Có quá nhiều nắng á. Đây là sâu. Sâu ý. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Đây là đậu phộng nha mọi người. Báo được đặt thành 0%. Nén mình bỏ đậu phộng vào. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Nén vậy đó, bỏ đậu phộng vào. Thông báo được đặt thành công. Bỏ đậu phộng vào là ăn là ngon. Tạm dừng phím. Rồi, công đoạn nắng đã xong rồi nha các bạn và các anh chị. Rồi, đã xong rồi, bắt đầu tới công đoạn bỏ chớ vào chớ mấy cái viên này vào được và nước đường ạ. Tạm dừng phím. Bắt đầu chớ bột bán vô nha mọi người. Đó, chớ bột bán vào. Rất là ok rồi. Bây giờ tới nước đường chưa? Đó, làm đổ vô phía kia này mày. Cha này dở thấy. Làm bà vô nè. Đó. Rất là ngon. Đổ vô luôn. Rồi, đây bột bán nè mọi người. Lấy theo vừa ra vừa vàng chạy. Đó. Ra thần là một nồi chè sâu ý nha mọi người. Rất là ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị bỏ gương vào nha mọi người. Bây giờ xếp gừng bỏ vào nha mọi người ơi. Nấu chè này bỏ gừng 50. Dạ gừng 50. Đó, bây giờ dạ gừng cho nó nát ra. Dạ gừng cho nó nát ra, bắt đầu mình làm. Mình bỏ vào cho nó thơm. Rồi bây giờ còn 2 phút nữa là nó sẽ chín nồi chè nhé mọi người. Bây giờ gần chín rồi, chuẩn bị xơi thôi. Mùa hè này mình nấu món chè này ăn nó ngon và nó mát rất tuyệt vời. Tạm dừng phím. Bây giờ mình trộn lên nha mọi người. Mình trộn cho nó đều. Tạm dừng phím. Vừa xin bếp cho nó chặt chẽ. Tạm dừng phím. Hồi nãy nắng nhỏ nhỏ mà bây giờ mình nấu nó ra to nha mọi người. Bây giờ mình bỏ gừng vào ạ. Đó, bỏ gừng vào rồi trộn lên. Rất là ok giữa mùa hè này. Tạm dừng phím. Đó, bây giờ nó nở ra. Lượng của thông báo được đặt thành 0%.
chế bột, phối bột vô thêm nha mọi người. Bột áo, mình kêu là bột áo. Phối vô cho nó chết chết cho nó ngon. Bây giờ nó nở ra rất là to. Bây giờ nó nở ra rất là to nha mọi người. Rồi, bây giờ còn một phút nữa là sẽ chín thôi. Tạm dừng chín. Rồi. Rồi, đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ sẽ... Bây giờ mình sẽ múc ra. Mình sẽ múc rau chén. Mấy ngàn chén mà chua quá. 5.000 chén rồi. Rồi, rất là ngon. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Rồi, rất là y bài. Thông báo được đặt. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Âm lượng của thông báo được đặt thành 0%. Rất là ngon nha mọi người. Người ăn thử rất ngon. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Mời các bạn và các anh chị và các cô các chú ăn ăn chi cùng mình nhé. Bắt đầu chơi đi nhé mọi người ơi. Rồi, chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ. Chúc mọi người một buổi trưa thật là hạnh phúc và nhé mọi người ơi. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Rồi, món chè này rất là tuyệt vời, rất là ngon luôn. Video đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn video lần sau ạ. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Chúc các anh chị một ngày buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân mình nhé. Các anh chị thấy hay thì cho em một lượt subscribe và một lượt chia sẻ và ấn nút thích nhé mọi người. Tạm dừng phím. Tạm dừng phím. Bye bye, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Dừng phím. Tạm dừng phím.